Chào các bạn nha, thì chúc các bạn có ngày thật là vui vẻ. Thì ngày hôm qua mình có ra clip mà hướng dẫn cho các bạn là treo te ra sắt với lại đánh xe buýt thì nó sẽ không có bị lỗi nha. Đó, thì trong những cái clip đó thì có một cái bình luận là kiểu như là nói là thằng chỉ mà không bao giờ thấy ra được cái sắt anh trò đó thì ok luôn nha. Thì hôm nay mình mới mượn được cái nick của thằng bạn mình đó, thì mình vẫn đang xài hát nè, đó các bạn có thể thấy nha. Đó thì mình mượn cái nick của nó, thì nãy giờ mình ngồi mình farm nguyên liệu thì cũng có đủ phiên nguyên liệu để farm ra cái gọi là cái sắc anh trò đó. Thì bây giờ nó có xuất hiện cái như là nó spam ra hai con sắc anh trò rồi, thì bây giờ mình sẽ làm một cái clip là bây giờ mình sẽ đánh cái con này để lấy sắc anh trò cho anh em xem. Các bạn xem là mình không hề bịp nha. Trời má, dạo này bị bịp hơi nhiều. Đó, thì giờ bạn nào thích clip của mình thì nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh giúp cho mình chịu hơn nha. Còn anh em nào mà hỏi secret cái lên tải đâu á, anh em xem lại clip cũ của mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Tại vì dạo này bận quá, dạo này đi làm chích bà luôn, không có thời gian luôn. Nói chung là thời gian ít lắm. Đó, thời gian ít làm video á. Thực ra thì là biến. Đó, thì trong cái clip này nè thì mình sẽ đánh ra cái kiếm sắc anh trò nha. Đó, thì bạn nào mà muốn xem mà nó rơi á thì anh em có thể tua đến cuối anh em xem nha. Giờ chúc anh em xem clip là vui vẻ. À, thì bản này nó phải gọi là cực kỳ múp luôn nha, múp như gái 16 vậy anh em.